Alo, anh nói đừng có gọi giờ này mà. Có gì để mai gặp nói. Rồi đó, rồi rồi rồi. Rồi. Chị Liễu, tài liệu của chị in xong rồi nè. Chà, yeah. Mới sáng mà mấy em đã nhớ thương anh rồi hả? Chào sếp. Dạ, nhớ chứ sếp. Sếp ăn sáng chưa? Anh ăn rồi. Em coi lo cho chị Liễu kìa. Rồi tiện mua mấy ly cà phê luôn nha. Chút xíu nữa mình có họp với đối tác đó. Dạ, em biết rồi. Gu của anh á là cà phê em mua mà. Giỏi. Liễu. Dạ. Gu của em là cái gì? Gu của em hả? Ừ. Lát nữa hộp mà hồ sơ em chưa chuẩn bị xong nữa, đang rối quá trời luôn. Không biết là em có đủ tinh thần để tham gia cuộc họp này không nữa. Chứ dạo gần đây là anh thấy thần sắc của em kém lắm. Tất cả các phòng ban đang đồn rầm lên là em chuẩn bị ly dị với chồng á. Vậy anh? Ừ. Trời ơi, xui ghê luôn á. Em thấy hả, em với anh đều là người có gia đình. Mấy bữa trước em cũng nghe anh bị vợ bỏ, ly dị. Em nghe mấy lần luôn á. Không sao. Tại vì anh, bản thân của anh là anh rất là tin vợ của anh. Còn không biết em có tin chồng của em không nữa. Nhưng mà nói nghe nè, mấy người phụ nữ mà đang gặp rắc rối chuyện gia đình á, thường hay buồn phiền lắm. Cho nên anh sẽ cho em mượn bờ vai ha. Cái bờ vai của anh á, để cho vợ anh dựa vô nha. Em dựa em sợ không êm á. Sếp nói chuyện vui quá à. Lát nữa họp xong á, sếp cho em về sớm nha. Em ăn cơm với chồng em. Mà nếu như mà sếp muốn hóng drama, sếp lên mạng. À hay là nhỏ nhỏ này nè. Kể cho sếp nghe. Nha. Cảm ơn. Thôi làm việc đi ha. Dạ. Vào lúc 10 giờ 9 phút, anh Tú đã đi ra khỏi nhà, bắt taxi tới cà phê Hạnh Phúc gặp một cô gái. Hình ảnh đã được đính kèm trong mail của chị. Rồi. Xém xíu nữa lộ rồi. Mà lạ lùng thiệt ta. Đánh ghen mà với cái bộ dạng này chắc chắn là thiệt thòi. Không ổn rồi. Anh Tú, anh không được đối xử với em như vậy. Anh biết mà. Nhưng mà giờ em cho anh thời gian đi. Rồi có gì anh nghĩ cách sao. Nếu mà anh không giải quyết á thì em đi tìm vợ anh. Trời, cái gì vậy em? Cổ mà biết là hai đứa mình chết chắc luôn đó, em hiểu mà. Vậy thì chết chung đi. Cái gì vậy? Ai kêu anh đối xử với em như vậy? Rồi. Bây giờ tất cả mọi chuyện anh sẽ nghe lời em, để em giải quyết được chưa? Nhưng mà trước tiên á, để anh đưa em vô bệnh viện. Còn tôi gọi taxi giùm không? Hả? Giải thích đi. Mấy tháng rồi? Dạ, một tháng rồi. Chị ơi, chị bình tĩnh, chị nghe em giải thích đã. Lỗi của ảnh không phải lỗi của em đâu, em bị ảnh lừa chị ơi. Không muốn nữa. Nè, em à, có gì từ từ nói. Em về nhà trước đi rồi anh giải thích sao. Anh còn kêu tôi giải thích nữa hả? Anh muốn gì em giải thích cái gì hả? Em dạ. Em ngồi nè, em đừng có đánh bằng tay. Đau tay em lắm. Ê, vợ tôi đó. Lấy guốc gõ đầu nó đi. Nhưng rồi. Gì vậy? Đồ hèn nhát, dám làm không dám nhận. Để anh xử nó cho. Không có ngoại tình gì hết á, em chỉ đòi tiền ảnh thôi mà. Tiền gì? Tiền dự án mở thẩm mỹ viện. Ảnh mượn em 5 tỷ. Trời. Mà thẩm mỹ viện phá sản rồi, ảnh không có tiền trả cho em. 5 tỷ? Tôi đã nói anh không có tham gia mà. Thì
tại anh cũng muốn tìm cách này cách kia để mà duy trì công ty. Sau đợt dịch nó khó khăn quá, nhưng mà ai ngờ nó chơi đợt thứ hai nữa, ai trở tay cho kịp. Ủa, nói vậy là anh nợ nần chứ phải là lăng nhăng hả? Chứ anh nghĩ cái gì? Anh lén lút anh đi theo tôi để thuyết minh đó hả? Không có, đi theo để bảo vệ em thôi. Ê, nè, nãy tôi nhịn đủ rồi nha. Đây là chuyện của nhà tôi, anh lấy tư cách gì mà anh xen vô? Sếp rồi với lại nhân viên. Anh dán ra đi. Nè, bây giờ anh làm ra chuyện này tiền đâu mà trả. Thôi bây giờ anh sẽ cố gắng anh làm để mà trang trải cái nợ này. Ôi đất ơi, bây giờ làm sao? Bây giờ anh đi về nhà tôi giải quyết. Chồng ơi chồng, nè, ở nhà đi chợ rồi ở nhà đón con nghe chưa? Đón con cái gì thôi, bữa nay mình ăn ngoài đi. Ăn ngoài, tiền đâu ăn ngoài. Ôi, bán cái nhà ở ngoài trung tâm, giờ vô đây ở. Trời ơi, em biết không, mỗi lần đi làm xa ơi là xa luôn á. Còn không đủ tiền ăn nữa, còn dư chút xíu á là em để lo cho bé My chứ không thôi tiền đâu nó học. Ráng chịu khó đi anh. Rồi bữa cơm có đáng là bao đâu mà em sẽ cứ tính toán với anh. Hôm nay có một mình anh nè, anh dọn từ trên xuống dưới mệt lắm em ơi. Rồi bây giờ nấu nướng nữa, không làm đó. Thôi anh ráng đi chứ bây giờ anh không làm ai mà làm. Bây giờ vợ chồng phụ nhau, em giờ cực muốn chết luôn, có sung sướng gì đâu. Anh ráng đi bây giờ, mà nếu mà anh không làm ha, mình thuê người giúp việc còn mắc tiền nữa. Bây giờ nè, 100 ngàn nấu cơm rồi lo cho con nha, em đi làm đó. Ủa, xí xí cái gì vậy hả? Nè em, ủa rồi lấy 100 ngàn chi cho mang tiếng vậy trời? 100 ngàn này rồi ăn uống cái gì trời? Nấu buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Ủa giỡn hả? Chán ghê vậy đó, đã bán xe của mình để trả nợ, không cho tiền để taxi nữa. Ủa, vợ thôi mà chứ có phải bà nội đâu. Lựa cái lúc mình thất thế, leo lên đầu lên cổ mình ngồi à. Ôi, xin lỗi. Ê, gì? Ông là Tú đúng không? Ừ. Ê, tôi Quân nè, Quân nè. Quân, Quân, Quân ngồi dậy. Trời ơi, lâu quá không gặp. Giờ này khỏe không? Khỏe. Sao rồi? Quá trời, lâu lắm không gặp luôn. Ngày xưa ông ốm nhôm nhách à, giờ bự dữ ta, bắt tướng quá trời. À, đúng rồi. Ai đây? Đây. À, đây là Nguyệt, vợ của tôi. À, chào em. Dạ, chào anh. À, đúng rồi em, đây là Tú, học thời sinh viên của anh á. Dạ. Ờ, rồi giờ sao rồi? Nghe nói là công việc cũng ổn lắm đúng không? Có công ty riêng nữa hả? Đâu có công ty riêng gì đâu, chỉ là mấy cái chức bình thường thôi, nhỏ nhỏ thôi à. Công ty gì tốn nữa rồi. Nhưng mà đâu có bằng ông đâu. Tôi nghe nói á là ông hiện tại đang là sếp của một công ty, đúng không? Mà công ty riêng nữa. Thì nói chung là cũng công ty nhỏ nhỏ thôi, dưới tôi cũng khoảng mấy trăm nhân viên á mà. Trời ơi, khiêm tốn quá ta. Thôi bây giờ tôi nghĩ vậy nè, mình đi uống vài chai đi, nhân ngày tụi mình gặp lại, được không? Đi không? Chờ gì nữa? Quốc trời liền. Đi. Mình ơi. Quên. Đi luôn em. Đi luôn cho vui. Mình, em kêu mình chở lên chỗ dạy học, mình không chở, mình nói mình bận lắm. Xong giờ tự nhiên đi nhậu vậy? Anh xin lỗi vợ nha. Tại vì biết sao tự nhiên gặp lại thằng bạn cái anh mừng quá, anh không biết sao luôn. Chứ thật ra hôm nay anh rất là bận. Anh bận lắm, công ty rất là nhiều việc luôn. Quên, nãy giờ là đợi tài xế tới đón để mà đi họp với đối tác. Chứ là tôi cũng bận lắm. Thôi, dạ. Bây giờ vậy đi, tôi hẹn ông đi nha. Hôm nào á, tụi mình rảnh rồi xong tụi mình gặp nhau để mình nhậu một bữa. Vậy đi, chứ biết sao giờ quá bận. Đây nè, tài xế gọi nè. Đúng rồi. Rồi, đến đón tôi liền nha. Nhanh đi, trễ rồi. Rồi, thôi. Hai vợ chồng đi nha. Tôi đi nha. Rồi, nhanh đi. Không gặp. Dạ, chào anh. Alo, anh đã nói rồi á, bây giờ anh đang trong về làm việc, em đừng có gọi anh được không? Anh còn phải làm gương cho cấp dưới nữa chứ. Em biết rồi, em xin lỗi, nhưng mà tại vì em nhắn tin anh không chịu trả lời em. Anh đi đón con giùm em được không? Bữa nay em có buổi phỏng vấn lớp mới á. Anh không có biết, việc đó là việc của em, không có đụng đẩy qua anh, nha. Em biết rồi, nhưng mà cái buổi phỏng vấn này quan trọng lắm. Quan trọng cái gì quan trọng? Giờ sao? Em là phụ nữ trong nhà, việc nào là quan trọng đó với em? Mức lương bên đó bao nhiêu? Dạ 250 giờ. Thôi cũng được á, nhận đi. Mà nè, đây là lần cuối thôi nha, không có lần sau đâu đó. Dạ em biết rồi, em cảm ơn mình. Có gì á, cái ngày mai em rảnh, cái à,
anh mời vợ chồng anh Tú ăn nha. Khỏi đi, dẹp. Không có mời gì hết nha. Nè, thôi nha, anh đang trong giờ làm việc, không có gọi nữa đó. Cúp máy nha. Anh tự nhiên cọc ngang với người ta. Bây giờ sao ta? Trời ơi, còn có công ty cũ, không lẽ mình quay về công ty đó hỏi người ta còn tuyển người không ta? Ê Tú. Ủa làm gì mà ông lúng túng như vậy? Lúng túng gì đâu. Trên tay em cầm gì kìa? Thì đồ. Thôi tôi biết rồi, ông mới đi chợ về đúng không? Đi chợ. Đi chợ. Mà sao giờ này mà ông còn ở nhà đi chợ? Sống ở công ty, ông là sếp mà. Ông ơi, thời buổi nào rồi mình phải bỏ đi cái tư tưởng người phụ nữ là người lúc nào cũng phải nội trợ, phải phục vụ cho chồng con. Bỏ đi. Tôi tự nhiên đứng đây chi vậy? Ê, đừng nói rình tôi nha. Sao ông biết hay quá vậy? Ê, ông ra là tôi nghi lắm rồi đó. Tôi có vợ rồi, ông cũng có gia đình rồi nha. Thôi, đừng có làm mấy cái trò đó kỳ lắm á. Thôi đi cha nội, tôi biết ông á, ngày nào cũng đi chợ tầm giờ này nè, ông đi ngang qua đây nên tôi mới đứng ở đây á. Nè, cái gì vậy? Của ông á. Gì đây? Hai chai rượu nhân ngày ông chuyển về đây sống nè, tôi tặng ông á. Trời đất ơi, rồi sao tặng quà tôi nữa hả? Có lấy không? Lấy chứ. Ê, giờ có rượu có mồi nữa, vô thiết kế vài món hai đứa mình lai ra được nha. Nói chung là tất cả cái món mình nội trợ là tôi không rành rồi. Nhưng mà về món nhậu á, tôi là số 1 nha. Chần chờ gì nữa, triển liền. Đây, tôi cầm bộ con cho. Rồi, đi.